Bản thân Lan hỏi là năm nay 30 tuổi, ra viện tháng 3 năm 2021, giai đoạn 2A, thể tam âm. Cho em hỏi là em có cần uống thêm thuốc gì không để hạn chế tái phát không ạ? Và cái chế độ ăn thì cần chú ý gì thêm không? Chúng tôi sẽ xin mời tiến sĩ Lê Thị Yến sẽ tư vấn cho bạn Thanh Loan câu hỏi này. Dạ vâng ạ. Bạn có nói là bạn là ở giai đoạn ung thư vú ở giai đoạn 2A và là ở cái nhóm là nhóm tam âm. Thế thì hiện tại thì là với ung thư vú ở thể tam âm ấy thì mặc dù là cái nhóm này là một nhóm xếp vào cái nhóm mà tiên lượng nó cũng không phải là cái nhóm tốt hơn bằng với các nhóm khác. Tuy nhiên bạn làm được chẩn đoán ung thư vú ở cái giai đoạn 2A, tức là một cái giai đoạn rất là sớm. Và khi mà mình đã điều trị một cách rất là bài bản rồi thì bạn hoàn toàn là có thể để yên tâm. Ung thư vú hiện tại được gọi là một ung thư là bệnh, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta được chẩn đoán sớm thì cái cơ hội mà chúng ta được trị khỏi là hoàn toàn là có thể hy vọng được. Và khi mà mình đã điều trị một cách rất là bài bản thì bác sĩ nghĩ rằng là bạn đi khám định kỳ kết hợp với lại cái hình thức là tự mình khám sức khỏe của mình, thấy có vấn đề gì bất thường thì chúng ta đi khám ở những cái thời điểm mà không phải là kỳ hạn lịch hẹn của bệnh viện, thì đấy là những cái mà để kiểm soát tốt cái tình trạng bệnh của chúng ta. Còn khi mà bạn đã điều trị một cách rất là bài bản rồi và bạn đã ra viện thì cái chế độ sinh hoạt của bạn cũng giống như là những bệnh nhân hoặc là những người dân bình thường thôi, không có một cái gì đặc biệt. Còn nếu mà trong trường hợp thực sự là bạn thấy rằng là bạn có những cái mà cần tư vấn chuyên sâu về chế độ dinh dưỡng thì trong Facebook của Bệnh viện K sẽ có những cái chương trình tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu dành cho bệnh nhân ung thư, thì bạn có thể là xem lại các chương trình đó để có những cái lời khuyên hợp lý cho cái chế độ dinh dưỡng của bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Yến. Rất nhiều các chương trình về dinh dưỡng là chúng tôi đã được đưa lên cái fanpage của Bệnh viện K, từ những clip về tùy từng đối tượng như thế nào là quý vị có thể xem lại các chương trình này trên fanpage Bệnh viện K. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại tới đường dây hotline của Trung tâm Dinh dưỡng Bệnh viện K của chúng tôi. Các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện K luôn sẵn sàng để tư vấn cho quý vị về vấn đề về dinh dưỡng. Chúng ta sẽ quay trở lại là cái mini game số 1. Chúng tôi đã đặt ra câu hỏi là người bệnh ung thư vú đã kết thúc điều trị mà muốn tạo hình ngực thì nên thực hiện trong thời